Rất cảm ơn Sắc Hưng đã dành thời gian cho chương trình. Thời gian gần đây bất kỳ một câu nói gì của anh cũng có thể trở thành một đề tài gây xôn xao trên mạng xã hội, và anh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Không biết là anh đã quen với sự nổi tiếng của mình chưa? Thật ra thì cũng từ lâu rồi, từ mùa thứ nhất mình cũng bắt đầu thấy cái tác động được nhiều người biết đến, đến cuộc sống cá nhân và riêng tư. Ví dụ như là mình đi đâu, mình làm gì, thậm chí là ăn gì, mặc gì đều bị soi. Điều đó tôi nghĩ là mang lại cho cuộc sống của mình nhiều điều thú vị hơn. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái vấn đề quan điểm mà tôi chia sẻ với các bạn ấy thì nó chỉ là mang tính chất cá nhân thôi. Và tôi mong muốn rằng là sẽ có những cái phản ứng, có thể có những người ủng hộ, có những người không hài lòng, hoặc là nói trái chiều, thì cái chuyện đấy mới là cuộc sống. Nhân tiện thì cái việc này cũng nói thêm rằng là có rất nhiều các bạn trẻ cũng hay hỏi rằng là, hoặc là hay lấy những cái gì mà của các Sắc, không phải chỉ cá nhân tôi mà có thể cái hình mẫu, cái người mà các bạn quý mến ấy, là một cái chuẩn mực cho cuộc sống của mình. Điều đấy thì tôi nghĩ là cũng không nên. Em cũng được biết rằng là trên fanpage của anh, trên Facebook của anh, thì từ lúc mà anh trở lên nổi tiếng thì cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi, cái tâm tư nào đó mà anh thường nghe từ các bạn trẻ hay không? Câu hỏi mà có lẽ là gặp lặp đi lặp lại với tần suất nhiều nhất mà tôi nhận được đó là những câu hỏi liên quan đến em hoặc là cháu rất muốn khởi nghiệp, chúng cháu rất muốn thành công, và bây giờ Sắc chỉ cho em xem là bây giờ phải làm thế nào. Đấy, thì thực sự là những câu hỏi như thế thì rất là khó trả lời. Có thể chúng ta phải định nghĩa lại một chút về thế nào là thành công nữa. Thành công là cái mà chúng ta đạt được mong muốn của mình, đơn giản đấy thôi. Thế không phải thành công có nghĩa là trở nên rất giàu có hoặc là trở nên đứng ở top trên của xã hội. Thành công thì nó không có công thức, mà mỗi người phải tự tìm cho mình một công thức cho riêng mình. Nếu có một công thức nào đó để thành công thì chắc là cả nhân loại là thành công rồi. Đúng không? Nhưng tại sao chỉ có một số ít người thành công? Thì như có một lần tôi đã chia sẻ với các bạn ở trên fanpage của mình trong cái buổi livestream, đó là đầu tiên là các bạn phải biết các bạn muốn gì đã trước khi các bạn hỏi câu hỏi tiếp theo. Bởi vì biết mình muốn gì nó đã quyết định đến cái việc chúng ta định hướng mục tiêu của chúng ta cho cả cuộc sống. Đấy, vì vậy cho nên là câu hỏi đó là một câu hỏi có lẽ là khó trả lời nhất. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi có được một câu trả lời mà làm hài lòng tất cả các bạn cả. Nó phải tùy từng trường hợp cụ thể, những cái tình huống cụ thể thì mới có thể đưa ra lời khuyên được. Nhưng chỉ có một điều là nếu mà để đưa ra lời khuyên chung cho tất cả các bạn thì tôi muốn nói rằng là thành công ấy, nó là một sự nỗ lực. Mà thành công nó là một cái quá trình, chứ nó không phải là một cái mà một sớm một chiều, hoặc là chỉ cần nghe một lời khuyên, hoặc là chỉ cần gặp một ai đó, hoặc là chỉ cần có một nguồn vốn là thành công được. Không phải như vậy. Và cái điều mà tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại, và có thể cũng là một câu quote của tôi, đó là suy nghĩ là cần thiết, nhưng mà hành động mới là quan trọng. Vì vậy cho nên là các bạn hãy cứ hành động đi, rồi các bạn sẽ tự tìm ra công thức thành công cho riêng mình. Anh vừa nhắc đến cái chữ là hiểu mình. Cái thử thách lớn của mỗi con người chúng ta khi mà làm sao để hiểu mình và biết mình muốn gì. Thì về cá nhân anh, thì theo anh làm sao để chúng ta có thể tìm ra được cái gì mà mình mong muốn và hiểu được bản thân của mình? Kinh nghiệm của tôi thì nếu chúng ta muốn thành công được thì chúng ta phải có một sự kết hợp của ba cái yếu tố. Ví dụ như chúng ta hình dung nó như ba cái vòng tròn. Mà nếu như cái sự giao thoa của ba cái vòng tròn nó càng nhiều thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ càng lớn. Cái vòng tròn thứ nhất ấy, đó là cái vòng tròn về năng lực. Thì năng lực con người ta ấy, thì nó cũng có rất nhiều khía cạnh, cũng có nhiều nhà khoa học và có nhiều học giả cũng đã tạm thời thống kê, tôi nghĩ là tạm thời thôi, là đưa ra 7 cái loại hình thông minh của con người. Lâu nay thì chúng ta hay cứ đề cập đến một cái loại hình thông minh duy nhất, đó là thông minh logic, thông minh về kiểu như học thuật. Thế nhưng mà thực tế trong xã hội con người thì nó có tới 7 loại trí tuệ thông minh trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ thông minh về không gian thì các bạn có thể giỏi trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng. Thông minh về âm thanh thì các bạn có thể trở thành nhạc sĩ, ca sĩ. Đấy, thì năng lực của chúng ta nó nằm trong cái vùng thông minh nào là cao nhất. Chúng ta thấy rằng ở trong cái lĩnh vực đó chúng ta cảm thấy chúng ta có cái ưu thế vượt trội hơn những người khác. Chúng ta học nhanh hơn người khác hoặc là thành tích tốt hơn người khác qua thực tiễn và qua những cái trải nghiệm của bản thân. Cái vòng tròn thứ hai các bạn phải xác định được đó là cái vùng mà tôi vẫn gọi là thường gọi là đam mê. Đam mê của chúng ta ở đây nó phải mang tính gọi là khát khao thì đúng hơn. Một cái inspire, một cái gì khát khao muốn làm được cái gì đó bằng được, nó mãnh liệt. Giống như là Chủ tịch Hồ Chí Minh khát khao mang lại độc lập tự do cho dân tộc. Cái khát khao đó nó hy sinh cả bản thân, hy sinh cả cuộc sống cá nhân của mình. Nó rất là mạnh mẽ. Đấy, thì chúng ta có được một cái khát khao như thế hay không? Điều thứ ba, vòng tròn cuối cùng mà rất quan trọng, đó là chúng ta xem là cái điều mà chúng ta khát khao đó, đam mê đó và cái năng lực của chúng ta đó nó có mang lại một cái ý nghĩa gì, một cái giá trị gì cho cộng đồng, cho nhân loại, cho khách hàng hay không?
Nếu chúng ta đam mê khát khao để chúng ta làm một cái điều nó vô nghĩa, nó gọi là phi hiện thực hoặc nó không có ý giá trị gì ứng dụng lắm, có thể là chúng ta sẽ không thích hợp lắm trong lĩnh vực làm kinh doanh, thì cái vòng tròn đó tôi gọi là hiệu quả. Thì nếu chúng ta xác định được cho mình đâu là năng lực của mình, đâu là khát khao và đam mê của mình, và đâu là cái hiệu quả do công việc mà mình mang lại cho xã hội, mang lại giá trị cho xã hội, thì tôi tin rằng nếu như chúng ta tìm được cái gì đó mà cái vùng giao thoa nó càng lớn thì khả năng thành công cao càng của chúng ta càng cao. Yeah. Rất là lý tưởng nếu mà tìm được cái điểm giao thoa giữa cái ba vòng tròn mà anh nói. Mà thực chất mà nói, nếu trên thực tế thì các bạn trẻ vẫn gặp cái tình trạng là nhiều khi mình không biết mình mê cái gì, mình không biết mình giỏi cái gì, hai vòng tròn đầu tiên không biết gì cả. Thì bây giờ có một cách nào đó nó thực tế hơn, tức là liệu các bạn có thể có những cái hành động nào nó cụ thể hơn để bắt đầu từ từ mình phát hiện ra được hai cái vòng tròn đó. Tôi vẫn nói rằng là trong cuộc sống ấy, những cái trải nghiệm ấy nó quan trọng, rất là quan trọng. Chúng ta phải có những trải nghiệm ngay từ tấm bé, ngay từ vài ba tuổi, cái cách mà quan sát đứa bé nó thích chơi cái trò gì, thích xem cái gì, thích tham gia cái hoạt động gì, đấy cũng đã là một cái sở thích. Đầu tiên chúng ta nó sở thích, rồi nó thành ham muốn. Ham muốn thì nó thành đam mê thành khát vọng. Đấy, thì đó là những cái trải nghiệm nó tạo ra. Bằng cách là trải nghiệm thì bố mẹ có thể quan sát con cái mình, thầy giáo rồi những người mentor, những người hướng dẫn hoặc huấn luyện có thể quan sát để mà đưa ra được những cái lời khuyên cho mình. Thế nhưng hơn ai hết là chính bản thân mình phải hiểu được bản thân mình. Thông thường là khi hiểu bản thân mình thì chúng ta chỉ có cách chúng ta phải so sánh. Giống như tôi nói ví dụ như chơi các trò chơi, chúng ta chơi trò này chơi hồi không thích, chơi trò khác. Ăn không thế thôi, ăn thử coi, đừng có phản ứng một cách gọi là tiêu cực. Có rất nhiều bạn trẻ là hơi tiêu cực, không, tôi không thích cái đó, chưa thử sao biết không thích, đúng không? Hoặc tôi không làm được cái đó, chưa thử sao biết không làm, đúng không? Hãy phải thử đi, cứ thử đi đã, đúng không? Thì tôi mới nói là cứ thử đi, cứ làm đi, rồi chúng ta sẽ hiểu mình hơn. Cái điều đó quan trọng lắm. Từ phổ thông thì tôi cũng nghĩ là các bạn nên có những cái thử nghiệm, trải nghiệm, đi nhiều, quan sát, và đặc biệt là thực hành. Thử làm đi, tự làm, tự khám phá, tự trải nghiệm, nó là điều thú vị. Vậy với cá nhân anh thì đam mê của anh là gì và anh đã tìm ra niềm đam mê của mình như thế nào? Tôi thì cũng thực sự là trải qua khá nhiều công việc, và đó là một cái chủ đề mà như tôi nói là nếu các bạn không thích thì nhảy việc đi. Nhưng đấy là sự thật. Ý của cái câu nói đấy của tôi rằng là các bạn đang khát khao một cái việc gì đó. Thế nhưng mà cái công việc hiện tại của các bạn có thể là các bạn không thích nhưng nó bị níu kéo. Mà các bạn không dũng cảm vượt qua cái vòng tròn an toàn của mình vì cái thu nhập các bạn đang có hay vì cuộc sống đầy đủ mà các bạn đang được cung cấp. Vì vậy cho nên các bạn có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội, các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm tốt hơn. Tất nhiên mọi sự thành công, mọi sự hạnh phúc đều nằm bên kia bờ vực của sự sợ hãi. Ai cũng không dám bước qua cái nguy hiểm để mà trải nghiệm cái cuộc sống của riêng mình. Thì tôi nói rằng là khi các bạn còn trẻ ở đây thì thôi cứ tạm thời định nghĩa là khoảng độ dưới 30, đúng không? Là đang còn trẻ thì các bạn còn có thể còn nhiều cơ hội để làm lại, mà có thể mất mát, có thể sai sót không sao, nhưng các bạn học được rất nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Sau rất nhiều những cái trải nghiệm đó thì bản thân tôi thì tôi nhận thấy rằng là tôi có vẻ như là không giỏi lắm về những cái công việc hàng ngày vận hành rồi chi tiết sát sao trong cái việc là quản lý. Thế nhưng mà tôi thấy là tôi đã cùng hợp tác với khá nhiều những thương hiệu lớn hoặc những cái tập đoàn, những công ty lớn từng bước được vượt lên những cái tầm cao mới bằng cái việc là hoạch định những cái chiến lược rất là cụ thể và đồng thời là có khả năng phân tích và đưa ra những cái quyết định, những cái hành động mang tính vĩ mô. Ngoài ra nữa thì tôi rất thích thú với những cái việc mà chia sẻ rồi thuyết trình với các bạn trẻ. Và điều này nó được hình thành trong một quá trình làm rất nhiều các cái bộ phận liên quan đến đối ngoại, về thương hiệu. Tôi nghĩ rằng là cái năng lực của tôi là trong lĩnh vực về giao tiếp. Ví dụ như ở Sen Group, ở tập đoàn tôi, thì anh Vũ, chủ tịch tập đoàn, hay gọi tôi là giống như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhiệm vụ chính là cần bộ mặt đến nói chuyện để giao tiếp và để tiếp xúc với lại các đối tác cũng như là với cộng đồng, với khách hàng, với các nhà đầu tư. Tôi cũng rất đam mê về chiến lược. Khi tốt nghiệp MBA ở Viện Công nghệ Châu Á IT thì đề tài của tôi cũng nói về chiến lược của tổ chức.
Em muốn hỏi quan điểm của anh một chút về một cái ý mà em nghĩ là nó hơi một chút mâu thuẫn với những gì anh nói. Đó là các bạn trẻ hay sử dụng cái chữ là tùy duyên hay là thuận tự nhiên, cho chúng ta đôi khi không cần phải cố gắng quá sức, cứ để mọi thứ nó theo tự nhiên, biết đâu cái gì nó tới với mình, nó sẽ tới với mình. Nếu chúng ta mà lạm dụng cái cách giải thích đó để chúng ta buông xuôi, để chúng ta cứ ngồi chờ thì không bao giờ chúng ta có được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Cơ hội thì dành cho tất cả mọi người, công bằng cho tất cả mọi người, nhưng nó chỉ đến với ai khi sẵn sàng đón nhận nó. Tức là chỉ nói đơn cử này, chẳng hạn như là bây giờ bạn ở trong một công ty, bỗng dưng bây giờ chúng ta có một cái suất đi nước ngoài du học chẳng hạn, hoặc là đi gặp đối tác chẳng hạn, thì chắc chắn là người ta sẽ tìm một người nào đó mà đầu tiên biết tiếng Anh, đúng không? Ngoài ra rồi mới tính đến cái này cái kia. Tiếng Anh thì không thể học được trong một vài giờ đồng hồ hoặc một vài ngày được. Yeah. Thế thì nếu như mà các bạn cứ chờ đến khi nào cái duyên nó đến, cái cơ hội nó đến rồi chờ em tí để em đi học tiếng Anh đã, yeah, chờ em 1-2 năm để em học tiếng Anh đã thì không có, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải sẵn sàng đón nhận nó. Tất nhiên là đấy là mỗi quan điểm sống của mỗi người. Có những quan điểm sống của những người thì muốn là an phận thủ thường, xin hai chữ bình an, đúng không? Và luôn luôn giải thích là vạn sự tùy duyên vì duyên nó chưa tới. Thế nhưng mà các bạn không nỗ lực gì cả. Tôi nghĩ rằng là cái lời giải thích đó là cái lời giải thích nó hơi mang tính du ngủ và nó chỉ để thanh minh cho cái sự chưa thành công của chúng ta mà thôi. Ở góc độ nào đó thì nó cũng có thể nó mang lại cho chúng ta một cái niềm an ủi về tâm hồn. Chúng ta cảm thấy giải thích được là tại sao ta lại còn đang FA, đúng không? Tại sao lại chưa thành công, đúng không? Tôi tin chắc rằng là cơ hội luôn luôn dành cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy cứ nhìn đi, cứ trải nghiệm đi, chúng ta sẽ nhìn thấy muôn vàn cơ hội. Theo như những gì anh tiếp xúc với các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn khởi nghiệp và làm kinh doanh đó, thì anh thấy thường cái kỹ năng mà các bạn còn yếu là gì? Tôi nghĩ cái kỹ năng lớn nhất của các bạn đó là kỹ năng hành động. Các bạn thụ động quá. Cho nên là trong những cái deal mà tôi đầu tư ở trên Shark Tank, kể cả từ mùa 1 đến mùa 2, theo nhận xét của cá nhân tôi và các bạn có thể nhìn thấy, ví dụ như là Plasma, ví dụ như là Mopo, ví dụ như là Suex, trừ có bé bóng thôi, thì bé bóng là một cái case hoàn toàn khác. Cái đó thì tôi nghĩ rằng nó mang ý nghĩa khuyến khích về tinh thần khởi nghiệp nhiều hơn là bản thân về cái mô hình kinh doanh. Ba cái mô hình mà tôi đầu tư năm nay cũng như là cái mô hình về Organic năm ngoái tôi đầu tư, rồi Flip, rồi một số cái mô hình khác, thì các startup đều học ở nước ngoài về. Suex thì ở Pháp về, rồi bạn Plasma thì ở Đức về, còn bạn Mopo thì ở Mỹ về. Các bạn lại trách rằng là chẳng qua là vì môi trường giáo dục ở Việt Nam nó thế này, nó thế kia, nhưng mà nếu chúng ta cứ đổ lỗi cho khách quan như vậy thì chúng ta không bao giờ ngừng đổ lỗi cả. Trong khi là rất nhiều bạn không phải là cứ có tiền mới đi học được nước ngoài đâu. Các bạn có thể tìm nhiều nguồn học bổng hoặc thậm chí sang bên đó vừa học vừa làm. Có nhiều bạn đi du học không cần tiền, các bạn vẫn có thể đi ra nước ngoài, vẫn có thể đi du học được, hoặc là với một số tiền rất ít. Cái sự thụ động là một rào cản lớn nhất cho các bạn trong quá trình khởi nghiệp. Thực sự mà nói thì xin lỗi các bạn trẻ, nhưng có những bạn hỏi những câu mà như kiểu là: Sác ơi, bây giờ em muốn thành công như Sác thì em lấy tiền ở đâu, em xin tiền ở đâu Sác đầu tư cho em nhé. Rồi thậm chí là làm những cái việc nó rất là bình thường, như là mở một cái quán phở hoặc là mở một cái công ty gì đó, làm rất là không có cái gì gọi là đột phá cả, nhưng lại ngồi thụ động chờ là xin tiền của Sác, rồi xin Sác hướng dẫn cho em, rồi xin Sác thế này Sác kia cho em. Thì thực ra mà nói thì vậy thì vai trò các bạn làm gì? Yeah. Đúng không? Như vậy thì tôi làm luôn cho rồi, đúng không? Cái mà tôi cần là cần các bạn làm. Yeah, okay. Đúng không? Tôi đầu tư để cho các bạn làm chứ còn không phải là tôi làm. Yeah. Đấy, tức là các bạn sai sót ngay ở cái chỗ là ỷ lại. Nếu mà được Sác đầu tư thì các bạn sẽ thành công ngay lập tức. Vậy nhưng anh nhắc tới đầu tư trong Shark Tank thì rất nhiều ý kiến bạn xem này đánh giá là Sác Hưng cũng hơi có vẻ khó tính trong cái khẩu vị đầu tư. Vì sao như vậy ạ? Tôi định nghĩa rất rõ, mà có lẽ là nhân tiện đây thì vì là chương trình chúng ta là cà phê khởi nghiệp. Yeah. Tôi cũng muốn định nghĩa lại cái khái niệm về khởi nghiệp. Khởi nghiệp là hoàn toàn khác với lại lập nghiệp, và lại càng khác với lại kế nghiệp. Khởi nghiệp là làm khởi tạo ra một cái nghiệp, một cái công việc mới. Yep. Chưa ai làm cả. Cho nên yếu tố mới ở đây là rất quan trọng. Mà thông thường thì ở các nước mà được coi là quốc gia khởi nghiệp như là Israel hoặc là Ireland chẳng hạn, thì ở đó người ta định nghĩa khởi nghiệp nó thường là gắn liền với yếu tố công nghệ. Yeah. Bởi vì bây giờ chúng ta đang ở thời đại của công nghệ. Yeah. Thế là chúng ta phải nghĩ ra một cách làm gì mới, một cái sản phẩm dịch vụ hoàn toàn mới. Đó, thì ví dụ như Grab, Uber hay là Airbnb hay là Alibaba hay cái gì đó thì mới là những yếu tố mới được coi là khởi nghiệp. Khá nhiều các bạn lên chương trình đều chào những cái sản phẩm quá phổ biến mà các bạn chả có gì mới cả. Ví dụ như là sáng kiến về mì ăn liền là một phát minh kinh khủng đấy chứ, đúng không? Thay đổi cuộc sống của con người. Có đúng không? Yeah. Nó thay đổi cuộc sống con người. Yeah, mì gói đấy. Ra một cái gì mì đó ăn liền đấy. Yeah. Đấy là một phát minh, phải như thế, đúng không? Yeah, đúng rồi. Chứ nếu mà chúng ta chỉ làm một cái thuần túy thôi và cuối cùng là chỉ gọi các Shark đầu tư thì để mở rộng sản xuất cái gì đó thì tôi không thích lắm.
Yeah. Tôi không nói là sai, nhưng cái đó nó không thực sự là mang yếu tố khởi nghiệp. Yeah, okay. Đối với tôi, khởi nghiệp là phải có gì đó rất đặc biệt. Ví dụ như mùa năm nay tôi đầu tư chẳng hạn, thì chúng ta nhìn thấy Mopo, cái việc năng lượng sạch và cái việc mà trữ năng, tích năng sẽ là một cái vấn đề của tương lai. Khoảng độ 20-30 năm nữa là thế giới sẽ hết toàn bộ nhiên liệu hóa thạch nếu chúng ta tiêu dùng như hiện nay. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải có nguồn năng lượng thay thế. Nếu ngày xưa thì chúng ta dùng ắc quy trì, rồi sau ắc quy trì thì chúng ta dùng ắc quy nickel. Yeah. Bây giờ thì người ta dùng ra là lithium ion, tức là những cái vật liệu nó hoàn toàn mới. Và cái cách các bạn ấy rất là sáng tạo trong cái việc là đưa ra những cái mô hình sản phẩm mà có thể khả năng dễ dàng vận chuyển, dễ dàng kết nối, dễ dàng chuyển đổi ra các loại, tức là đầu vào thì cũng đa dạng và đầu ra cũng đa dạng luôn. Nếu ắc quy trì thì chúng ta chỉ có một đầu vào là một cái nguồn điện lưới. Sau đó thì chúng ta đầu ra là 12V. Thế nhưng mà các bạn ấy nghĩ ra là đầu vào có thể là từ tất cả các loại nguồn điện, từ điện lưới, từ điện mặt trời, từ điện gió. Và đầu ra có thể là từ 12 cho đến 220V, có thể đột một chiều, có thể xoay chiều. Đúng, đấy là những cái tôi nghĩ là rất là mới và rất sáng tạo, rất thú vị. Điều thứ hai nữa là lại quay trở lại câu chuyện về hiệu quả. Thì các bạn nghĩ rằng là cái ứng dụng của các bạn nó có khả năng được nhiều người dùng đến hay không? Và nó có bị những cái rào cản nào đó mà khiến chúng ta khó mở rộng được quy mô thị trường hay không? Cuối cùng nữa là mới là tôi xếp đến yếu tố về cái bản thân con người. Cái startup đó họ có trung thực hay không, họ có thể hiện một cái sự đam mê khát khao như tôi vừa nói hay không. Có thể họ không nắm chắc được toàn bộ những con số về tài chính hay là kiến thức kinh doanh như là một số khác hay hỏi. Và chẳng nhẽ em làm chủ doanh nghiệp mà em không biết à, thì thực ra tôi cũng không biết đâu. Thật mà. Yeah. Bởi vì nếu biết thì tôi phải hỏi giám đốc tài chính hoặc là kế toán trưởng lên. Nếu mà cần biết chính xác, còn tôi cũng không thể nắm chắc được, nhưng tôi biết được rằng nó đang lên hay đang xuống hoặc xu hướng đang như thế nào. Ở góc độ nào đó, cái này cũng rất là khó giải thích, là có một cái sự đồng cảm nào đó giữa bản thân các shark cũng như là cái người startup mà đến kêu gọi vốn. Đấy, bạn thấy không? Phải kết hợp được cả ba yếu tố đó mới có thể chọn được một cái, đúng là khó thiệt, một cái deal, đúng không? Yeah. Cộng thêm nữa là các bạn phải hiểu rằng là khi mà ngồi ở trên vị trí của shark ấy, là các shark không được dùng công cụ hỗ trợ. Không có được điện thoại, không có được Google. Internet, không được Google, đúng không? Yeah. Và không được, thậm chí không được dùng cả máy tính. Yeah. Cho nên nhiều khi những con số tính toán nó cũng phải dùng bút. Quay trở về cái thời như ngày xưa đi học phổ thông, may mà ngày xưa cũng học chuyên toán từ hồi vỡ lòng nữa. Ngồi tính. Dạ. Ngồi tính. Như vậy thì cho đến thời điểm hiện tại, nếu có thể có một cái kết luận nào về một cái thương vụ mà anh cảm thấy hài lòng nhất, hoặc là một cái mô hình nào mà anh hài lòng nhất từ Shark Tank thì đó là gì? Cho đến thời điểm này thì những thương vụ tôi đầu tư nhất là mùa 2, tôi đều hài lòng cả. Yeah. Kể cả 4 thương vụ, kể cả của bé bóng. Yeah. Ở góc độ của tôi thì tôi thấy hài lòng với các startup của mùa 2 rất nhiều so với lại mùa thứ nhất. Có sự tiến bộ. Có sự tiến bộ rất nhiều. Yeah. Các bạn ấy cũng chuẩn bị kỹ chu đáo hơn, và đặc biệt là những ý tưởng của các bạn ấy nó lớn lao và đột phá hơn. Cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, theo như lời chia sẻ của Shark Phạm Thanh Hưng thì có lẽ các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đang hoang mang trong cái con đường phát triển sự nghiệp của mình, chúng ta phải tìm ra ba cái vòng tròn, đó là năng lực, đam mê và sự hiệu quả, để có thể hiểu được chính mình, để có từ đó làm chủ cuộc chơi. Dù là chúng ta lựa chọn là sẽ đi con đường nào trong cuộc sống, chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong ít phút nữa. Chào mừng quý vị quay trở lại với cuộc trò chuyện trên Cà phê Khởi nghiệp cùng Shark Phạm Thanh Hưng. Thưa anh, trong phần 2 này thì em muốn nhắc tới cái khía cạnh trong cái câu nói của anh. Thứ nhất là mình hiểu mình, làm chủ cuộc chơi. Và thứ hai là phải đối mặt được với thất bại. Kinh nghiệm cá nhân của anh có thể chia sẻ một cái thất bại nào đó mà khiến cho mình rút ra được rất nhiều bài học. Khởi nghiệp hầu như tôi không có thất bại, có thể là chưa thành công như mong muốn thôi, chứ không có thất bại nào cả. Nhưng mà tôi cũng có một vài cái thất bại trong lĩnh vực đầu tư. Ví dụ như là tôi cũng đầu tư từ rất lâu rồi ở trong Đà Nẵng chẳng hạn. Khi mà Đà Nẵng còn đang là một thành phố mà rất là sơ khai, cách đây khoảng 20 năm. Trong đầu tư thì ví dụ mình tính toán cái dòng tiền, lúc đó 20 năm trước mình cũng hơi là theo phong trào, thấy nhiều người đầu tư thì mình cũng đầu tư. Và vì cái số tiền của mình nó cũng chưa có nhiều lắm, cho nên mình lại đầu tư ở những cái nơi nó xa. Và chờ mãi thì chả thấy đường xá rồi hạ tầng phát triển đến gì cả. Và mình cứ nuôi nó mãi, và nuôi mãi không nuôi nổi nữa thì thôi, cuối cùng đành phải bán đi với một cái giá lỗ rất là lớn. Cái nhà đầu tư là một cái level cao nhất của cái 4 cái bậc thang, có thể nói là trưởng thành đi, của mỗi một con người. Đầu tiên khi bạn ra trường đi làm thì các bạn đi làm thuê, tức là employee. Lên mức cao hơn thì các bạn lập nghiệp. Nhưng mà các bạn lúc đấy lập nghiệp vì chưa có tiền thì các bạn phải tự làm cho chính bản thân mình. Yeah. Tức là self-employed, tự thuê mình để làm thuê cho chính bản thân mình. Như các bạn nhìn thấy trên chương trình Shark Tank Việt Nam có rất nhiều startup là làm việc nhưng không nhận lương. Yeah. Đó chính là làm thuê cho chính bản thân mình. Đến khi các bạn thành công hơn một chút nữa rồi thì các bạn là trở thành employer, tức là không, là người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động. Vâng, tức là đi thuê người khác làm cho mình. Khác, yeah. Và cao hơn cuối cùng, cao nhất là bạn trở thành investor.
không có điều hành, không có quan tâm nữa, là tôi bỏ tiền ra người khác làm cho mình. Vì vậy cho nên là tôi mới nói này là cái việc mà trở thành nhà đầu tư ấy, nó là một cái level cao hơn hẳn. Có lẽ nếu mà nói là sai lầm của tôi ở tuổi trẻ là khi mà tích lũy được một chút tiền, tôi đã vượt qua ngay hai mức kia để trở thành nhà đầu tư ngay. Và vì vậy cho nên là mình phải trả giá. Thì anh đi học sớm thôi. Đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đó nó rất là thú vị. Yeah. Tất nhiên là cái đầu tư của tôi nó không quá lớn. Bây giờ thì nhìn lại thì nó nhỏ, nhưng mà thực sự tại thời điểm đó tôi nghĩ là cũng là một cái mất mát cũng khá là nguy hiểm. Yeah. Thậm chí là đến mức mà nhà cửa rồi cũng phải mang đi gửi vào ngân hàng. May, nhưng mà rất may là sau đó mình tìm mọi cách xoay sở rồi mình cũng lấy lại được. Yeah. Cũng chưa đến nỗi mà phải cho cả nhà ra đường. Chúc mừng anh đã có những bài học đáng giá. Em muốn hỏi anh thêm một cái quan điểm về cái sự thất bại. Có ai đó đã nói cái câu là đại loại là đôi khi cái sự nỗ lực cố gắng không quan trọng bằng cái lựa chọn ban đầu. Ở đây muốn hỏi cái ý là khi mà các bạn trẻ đang làm cái gì đó và cố gắng mãi mà vẫn thất bại, và đôi khi phải xem lại năng lực của mình và xem lại là liệu mình làm cái này có đúng không, có phải là cái hướng mình nên lựa chọn hay không, thì mình nên cố gắng tới mức nào để mình có thể đặt câu hỏi ngược lại là chúng ta phải quay về thời điểm là có lẽ là phải lựa chọn lại, hay là vẫn tiếp tục cố gắng cho tới khi chúng ta thành công? Tôi nghĩ là câu hỏi này rất là hay. Có một lần tôi nói rằng là cái người thành công là người thất bại 7 lần và đứng dậy ở lần thứ 8. Tức phải. Tóm lại là một cách khác là bao giờ chúng ta cái số lần đứng dậy, số lần khởi nghiệp nó phải nhiều hơn số lần thất bại. Cái việc mà chúng ta thất bại rồi chúng ta đứng dậy, thất bại chúng ta đứng dậy là rất cần thiết. Nhưng không có nghĩa rằng là mỗi một lần đứng dậy chúng ta lại làm giống hệt như lần cũ. Thì chắc chắn lại thất bại. Không bao giờ được phép là mong chờ những kết quả mới từ cách làm cũ cả. Tức là các bạn khởi nghiệp lại, các bạn phải có cách làm mới. Các bạn phải nghĩ tại sao chúng ta thất bại. Và liệu lần này chúng ta có cái gì đó để cải tiến nó hay không, để làm tốt hơn hay không. Khi chúng ta nói rằng là thất bại nó là cha đẻ của thành công, nhưng mà thực ra trong rất nhiều trường hợp thì nó là thần chết của thành công, vì nó làm các bạn nhụt chí. Yeah. Đừng có nhụt chí, cái điều đó là tôi khuyên. Nhưng cũng đừng là theo kiểu Don Quixote, tức là nhắm mắt vào và làm một cái việc nó vô nghĩa. Các bạn cũng phải nghĩ ra được một cái giải pháp gì đó để khắc phục cái sự thất bại đấy cho cái lần khởi nghiệp tiếp theo. Yeah. Thì các bạn mới có thể là làm tốt hơn được. Với những cái startup mà anh đầu tư vào thì anh có nhìn vào cái trải nghiệm, kinh nghiệm thất bại của người nhà sáng lập hay không? Có chứ. Có những startup mà cũng đúng thực sự là họ nhiều tuổi rồi. Trên 40 tuổi, trên 50 tuổi rồi. Và thậm chí là có những startup cũng đã thất bại tới 5-7 lần rồi. Đúng không? Và họ vẫn tiếp tục đam mê khởi nghiệp. Tôi lại thực sự là đánh giá rất là cao những cái người như vậy. Mỗi một lần các bạn khởi nghiệp trở lại á, thì tôi tin rằng là khả năng thành công sẽ cao hơn. Thế nhưng mà cũng có một điều là thú vị là cái thành công ấy rất là khó copy. Thế nhưng cái thất bại thì không hiểu tại sao nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cũng hiểu thất bại mà vẫn không né được. Yeah. Yeah. Giống như là phúc bất trùng lai. Yeah. Mà họa thì vô đơn chí, tức là cái điều may mắn thì nó không có lặp lại, mà cái điều rủi ro tại sao nó cứ xảy ra hoài. Yeah. Thì đó là cái điều mà tại sao là chúng ta hay bị chúng ta tự ám thị mình là không sao đâu, chúng ta cứ làm đi rồi chắc nó sẽ không xảy ra như vậy đâu. Điều đó là rất nguy hiểm. Em muốn hỏi anh đúc kết chương trình bằng một cái câu mà nhận được rất nhiều câu hỏi từ khán giả gửi cho chương trình, và nhân tiện anh có anh ở đây anh trả lời luôn một lần để mai mốt anh khỏi phải trả lời từng cái tin nhắn nữa. Đó là cái việc các bạn hỏi câu là bây giờ em muốn khởi nghiệp, em muốn làm chủ bản thân, em muốn có một cái công ty riêng, nhưng mà em nhận thấy em không giỏi gì cả, thì em nên bắt đầu từ đâu, từ những bước cụ thể như thế nào? Nếu đúng theo cách mà tôi định nghĩa về khởi nghiệp, không phải là bạn nào cũng có cái tố chất của một cái người khởi nghiệp. Khởi nghiệp em không nghĩ nó dành cho số đông. Nếu như các bạn không nhìn thấy cái ý tưởng nào cụ thể, bạn không nhìn thấy một năng lực nào đặc biệt của bản thân mình, và đặc biệt cũng bạn không nhìn thấy một nguồn lực nào để có thể triển khai cái ý tưởng khởi nghiệp của mình, thì tôi khuyên các bạn là từ từ hãy lập nghiệp đi đã, đi làm thuê đi đã, rồi khi nào chúng ta có được cái tích lũy nào đó nhất định về kinh nghiệm, về năng lực, về kiến thức và về nguồn lực thì chúng ta bắt đầu mới khởi nghiệp. Còn các bạn gửi cho tôi rất nhiều những cái ý tưởng khởi nghiệp mà các bạn cho rằng là rất vĩ đại, làm thay đổi cả thế giới. Thậm chí các bạn nói rằng là với cái ý tưởng này thì tôi có thể là thậm chí là xóa sổ những cái thương hiệu như là Apple, như là cái gì đó đang hoành hành. Hay tôi có thể là thay đổi cả quỹ tiền tệ quốc tế, vì tôi sẽ có những cái đồng tiền này có thể là mọi người mua bán trao đổi. Mà thực ra tư duy của các bạn đôi khi quay trở lại thời nguyên thủy, khi người ta trao đổi mấy búa lấy mấy cái dìu. Yeah. Ví dụ như thế, hàng đổi hàng, quay trở lại cái thời như vậy. Yeah. Đấy, thì những ý tưởng đó thì thực ra tôi cho rằng nó thiếu tính thực tiễn. Tất cả những cái việc mà chúng ta muốn khởi nghiệp, chúng ta cần phải có một cái gì đó, chứ không thể khởi nghiệp từ không có gì được. Có đúng không? Yeah, chứ nếu các bạn hỏi tôi là em không có gì cả không mà em lại muốn khởi nghiệp thì
thì tôi khuyên các bạn là không nên khởi nghiệp. Yeah, cảm ơn người thân rất nhiều. Okay. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của Shark Phạm Thanh Hưng. Hy vọng các bạn khi đã quyết định dấn thân vào con đường khởi nghiệp, tạo cho mình một cái gì đó, thì phải sở hữu được những cái yếu tố về năng lực cũng như là đam mê và sự hiệu quả. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự đồng hành của chuỗi trung tâm Anh ngữ Apex Leaders và Canon Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Và như thường lệ, trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị cùng điểm lại những phát ngôn đáng chú ý của khách mời ngày hôm nay. Cảm ơn anh nhiều.